Mến chào quý vị khán giả đang theo dõi tọa đàm khởi nghiệp của kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai đang được phát trực tiếp trên kênh Đồng Nai 1. Thưa quý vị khán giả, trước vấn nạn thực phẩm bẩn đang hoành hành, nông sản sạch có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng đảm bảo đang trở thành nhu cầu cấp thiết. Điều đó đang mở ra cơ hội khởi nghiệp trong nông nghiệp, đặc biệt là startup nông nghiệp sạch, hữu cơ, chất lượng cao. Hiện nay có khá nhiều startup trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cung cấp giải pháp trồng rau sạch cho các hộ gia đình, đưa thực phẩm sạch ra thị trường có nguồn gốc rõ ràng, được nhân rộng và thị trường ủng hộ. Đây được coi là lĩnh vực giàu tiềm năng. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội, startup nông nghiệp sạch cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Và ngày hôm nay, thông qua một mô hình nông nghiệp tiêu biểu, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cơ hội và thách thức khi quyết định khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Và vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay, Thu Huế xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Lâm, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phương Nam, huyện Thống Nhất. Kính chào MC, kính chào quý vị khán giả. Dạ vâng, trước tiên thì thay mặt ekip thực hiện chương trình, Thu Huế xin được cảm ơn anh Thanh Lâm đã dành thời gian tham gia vào chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị khán giả, mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi đến với xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, nơi có vùng trồng rau cần nước theo tiêu chuẩn Việt Gáp lớn nhất tỉnh Đồng Nai để cùng tìm hiểu về quá trình canh tác đang được bà con nông dân Hợp tác xã Nông nghiệp Phương Nam áp dụng. Cần nước là loại rau thủy sinh được người dân ưa chuộng. Ở tỉnh Đồng Nai, rau được trồng tập trung nhiều nhất ở xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, với tổng diện tích toàn vùng khoảng 30 ha, tổng sản lượng khoảng 400.000 tấn một năm. Khu vực canh tác có vị trí khá đặc biệt, đó là vùng đồi đá thấp, trũng, có nhiều trung vi lượng từ thạch đá non mà các nơi khác không có, tạo nên lợi thế khác biệt về chất lượng sản phẩm mà không phải địa phương nào cũng có thể so sánh được. Vùng sản xuất rau ở xã Gia Kiệm cũng là nguồn cung ứng rau cần nước hàng ngày cho thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và một số tỉnh thành khác. Đến cánh đồng rau cần nước xã Gia Kiệm vào những ngày này, không khó để bắt gặp hình ảnh các ruộng rau cần xanh ngát, lá non tươi đang được bà con nông dân hái và cột bó ngay ngắn trên bờ. Rau cần ở đây được trồng và cho thu hoạch quanh năm, nên lúc nào trên các cánh đồng cũng diễn ra cảnh làm việc rất khẩn trương và tấp nập. Chỗ này thì cấy rau giống, nơi khác thì tập trung thu hoạch. Một ngày làm rau cần của người dân bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc khi chiều tối. Dù trên người lúc nào cũng lấm lem bùn, nhưng họ vẫn vui vẻ, tích cực, hăng say với công việc. Là người có thâm niên hơn 20 năm làm nghề trồng rau cần, ông Nguyễn Công Hoàng, một hộ dân làm nghề trồng rau cần lâu năm, có diện tích hơn 4 sào trồng rau tại địa phương. Sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, ông Hoàng đã chứng kiến nhiều thăng trầm của nghề này. Và dù còn nhiều khó khăn, song ông vẫn gắn bó với nghề đã được cha ông truyền lại. Quy trình của cây rau cần ngay từ đầu tụi tôi làm thì có nghĩa là mình lấy cái giống của nó, mình chia đều ra mặt ruộng, mình hạ nước xuống. Mình chăm, rồi bắt đầu mình chăm cho nó bén rễ lên khoảng những cỡ 10 năm 20 phân vậy. Bắt đầu chúng tôi mới đi cấy ra, bắt đầu nhân công mới cấy chia đều ra xong rồi bắt đầu mình mới chăm từ đấy lên. Thì cái quy trình của nó từ cái lúc mà tụi tôi rải giống ra cho tới lúc mà mình cấy được thì nó nằm hơn một tháng cho đến một tháng hai tuần, một tháng rưỡi đó. Rồi bắt đầu tụi tôi cấy xuống bắt đầu mình mới chăm lên thì nó chăm lên nó nằm vào khoảng cỡ 3 tuần lễ. Thì bắt đầu là cây rau cần nó lên khoảng cỡ 4-50 phân, mình cảm thấy nó bị đổ. Bắt đầu chúng tôi là bơm nước giếng vô thì cứ rau lên tới đâu chúng tôi bơm lên tới đó để nó giữ một cái mức nhất định để cây rau cần nó không đổ. Đó thì nó cứ lên vào cái lúc mà nó nằm ở khoảng cỡ cây rau cần nó được khoảng cỡ 70 là chúng tôi thu hoạch. Cũng như gia đình ông Hoàng, trồng rau cần nước là nghề truyền thống của nhiều gia đình tại xã Gia Kiệm từ nhiều đời nay. Sở hữu hơn 3 sào rau, chị Hồng đã gắn bó với nghề này được hơn 20 năm, cho biết nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật, cây rau cần cho thu nhập khá cao. Bình quân 1 hecta trồng rau cần sẽ cho lợi nhuận từ 80 đến 100 triệu đồng một năm, tạo việc làm cho hàng chục lao động. Rau cần này thì sạch thì nước đây, thì cũng phải bờ bụi là phải xây, mình đầu tư ra để là làm bờ bụi cho nó ngon, rồi giếng chứ phải là giếng sạch này. Cứ từ bắt đầu mà mình đóng nước vô là cỡ một tuần cho tới 8 ngày rồi. Mà nước nếu mà có phèn thì là không làm được cái rau cần này. Phải nước. Thuốc thì xịt thì nói chung là mình cũng phải ngưng từ trước một tuần. Còn lúc sau thì mình chỉ sược dưỡng với ấy thôi. Còn thuốc sâu là mình phải cách ly trước hết. Nói chung là mình cũng phải bảo đảm cho những người dân ăn. Bình quân mỗi sào rau cần cho thu hoạch từ 4,5 đến 6 tấn một vụ.
Sản phẩm sau thu hoạch có thị trường tiêu thụ ổn định, qua đó không chỉ tạo nguồn thu nhập cho các hộ trồng rau cần, mà còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động đến từ các tỉnh miền Tây như Trà Vinh, Sóc Trăng, Long An. Nhiều người lao động từ các tỉnh thành khác đến đây mưu sinh, và nhờ có cây rau cần nước, họ cũng có công việc ổn định. Công việc nặng nhất là nhổ rau dành cho lao động nham, còn công việc rửa rau, vặt lá già, các phần gốc rễ dính bùn đất và buộc gọn thành bó thường dành cho phụ nữ. Mỗi ngày một người có thể thu nhập từ 300.000 đồng trở lên từ việc rửa và buộc rau. Nhờ đó, nhiều lao động thất nghiệp, phụ nữ nội trợ có việc làm thường xuyên, tạo nguồn thu nhập cho gia đình, cải thiện cuộc sống. Nhiều người mang cả gia đình từ miền Tây đến đây để sinh sống và làm thuê gần chục cả năm trên các ruộng rau cần. Vâng, thưa quý vị khán giả, chúng ta vừa đến với những hình ảnh thật đẹp trên các cánh đồng rau cần nước tại xã Gia Kiệm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay, đó là anh Nguyễn Thanh Lâm, giám đốc hợp tác xã rau Phương Nam, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất ạ. Dạ vâng ạ, thưa anh, trước tiên thì anh có thể cho biết là xuất phát từ nguyên nhân nào cũng như là cái vị trí địa lý đặc trưng ra sao mà xã Gia Kiệm lại hình thành được vùng trồng rau cần nước lớn nhất tỉnh Đồng Nai ạ? Thưa quý vị khán giả, nếu nói về cây rau cần nước thì có thể nói là nó có những cái nguyên nhân rất sâu xa, nó mang cái tính văn hóa lịch sử. Khu vực Gia Kiệm là khu vực di cư của người dân ở phía Bắc vào, và người ta hay gọi chúng tôi là những người dân Bắc di cư năm tư, có nghĩa là cha ông chúng tôi đã đi vào cái khu vực đấy là cách đây là cũng là 70 năm rồi. Thì khi đi vào đây thì chúng tôi mang theo những cái gì chúng tôi mang theo được, trong đó có cái cây rau cần. Thì có thể nói là cây rau cần á, là đối với người Bắc chúng tôi thì rất là quen thuộc. Và khi đi vào đây thì cha ông của chúng tôi định cư ở cái khu vực Gia Kiệm xung quanh cái chân núi Sóc Lu. Và đặc điểm là ở ngay những cái chân núi thấp đấy thì có rất là nhiều đá ong. Và khi chúng tôi canh tác lúa và canh tác rau trên diện tích đấy thì chúng tôi thấy rằng là cái cây rau cần phát triển rất tốt. Thì lúc đấy thì chúng tôi cũng không biết nhiều, chúng tôi chỉ thấy rằng cái đặc điểm thiên nhiên là thứ nhất là những cái dòng suối nó chảy ra nó rất là mát, trong lành, và cây rau cần được trồng ở đây thì cho năng suất rất cao. Và từ đó cái việc mà chuyển dịch từ trồng cây lúa sang cây rau cần nó cứ vậy, nó từ từ nó phát triển, và cho đến ngày hôm nay có thể nói là đã tạo ra một cái vùng chuyên canh. Tất cả những cái ruộng lúa bây giờ trở thành những cái ruộng mà nói đúng hơn chúng tôi gọi là ao rau cần. Chúng tôi hay nói một cái câu đùa với nhau, đó là của ruộng đắp bờ. Vì vậy có thể nói là từ cái yếu tố di cư, từ cái yếu tố là người Bắc, là cây rau cần rất là quen thuộc với chúng tôi, cho đến cái điều kiện là núi đá có cái dinh dưỡng, và đặc biệt là nước là không được phèn. Và nhờ cái đặc điểm đó mà tự nhiên hình thành được một cái khu rồng trồng rau cần, mà theo chúng tôi biết được thì có thể đây là cái vùng chuyên canh rau cần nước lớn nhất tỉnh Đồng Nai, hay nếu nói rộng ra thì cũng có thể là nhất trong cả nước ạ. Dạ vâng ạ, và từ chia sẻ của anh thì chúng ta có thể thấy rằng là khi nhắc tới xã Gia Kiệm thì tất cả mọi người đều sẽ nghĩ tới là đặc trưng của xã hiện nay, đó là rau cần nước đúng không ạ? Vậy thì anh có thể cho biết là hiện nay trên địa bàn xã của chúng ta thì có bao nhiêu hộ dân tham gia trồng rau, với tổng diện tích là bao nhiêu ạ? Thì hiện tại số người mà trực tiếp tham gia trồng rau cần nước thì cứ dao động khoảng từ trong vòng 60 hộ nông dân. Thì trong vòng 60 hộ nông dân này thì trồng trên cái diện tích canh tác khoảng chừng 30 hectare. Thì khi mà hầu như là người nông dân cải tạo cái ruộng lúa trở thành rau cần thì trở thành một cái khu vực canh tác đặc trưng. Vì lý do rằng là chúng tôi đắp bờ và chúng tôi xây, chúng tôi kiên cố hóa và trở thành những cái diện tích là ổn định. Dạ vâng ạ. Vậy thì với cái việc trồng rau cần nước thì mỗi năm chúng ta sẽ thực hiện là trồng bao nhiêu vụ, và mỗi sào thì sẽ cho thu hoạch là bao nhiêu tấn, và bên cạnh đó thì sau khi mà trừ tất cả chi phí thì chúng ta sẽ, cái nguồn thu nhập nó sẽ như thế nào ạ? Có thể nói là cây rau cần nước là một cái cây mà người nông dân có thể thâm canh được. Dạ. Vào những cái thời mà cao điểm thì có thể là trồng 4 vụ trên năm, có nghĩa là bình quân là một quý là một vụ. Tuy nhiên trong tình hình hiện nay thì đa số nông dân trồng khoảng 3 vụ trên một năm và sẽ có một cái thời gian ngắn để cho đất nghỉ. Và trong điều kiện thuận lợi, không bị dịch bệnh và thời tiết thuận lợi thì có thể là cho một cái năng suất
là khoảng 5 đến 6 tấn trên một sào. Thì từ 5 6 tấn trên một sào đó, sau khi trừ chi phí đi thì người nông dân cũng có thể có lãi được từ 5 đến 6 triệu. Và có nghĩa rằng là trong một năm thì quay vùng 3 vụ thì một sào có thể mang đến cho người nông dân trong khoảng từ 15 đến 20 triệu đồng. Đó là cái mặt bằng chung. Tuy nhiên thì nếu mà gặp những cái điều kiện mà không thuận lợi, thí dụ như là dịch bệnh, mà đặc biệt cây rau cần nó có một cái dịch bệnh nó rất đặc trưng, đó là bệnh cây đỏ. Bệnh cây đỏ mình có thể hiểu rằng là bình thường thì cây rau cần nó màu xanh tươi, nhưng vì một lý do nào đó và có rất là nhiều cái nguyên nhân mà hiện tại bây giờ cơ quan chức năng thì cũng chưa có thể xác minh một cái nguyên nhân nào nguyên nhân chủ yếu. Và cái bệnh cây đỏ nó làm cho cái cây rau cần bị sần lên, lá nó bị đỏ lại, nó bị tía lại, và lúc đó thì nó sẽ chết dần. Và lúc đó là gần như nông dân bỏ cái vụ đó đi và phải tái lại một vụ mới. Đó là một số những cái đặc điểm liên quan đến cái việc mà trồng cây rau cần. Đó. Dạ vâng ạ, và như anh vừa chia sẻ thì với cái bệnh là rau đỏ đúng không ạ, thì nó có thường xuyên diễn ra không? Và nếu như mà có diễn ra thì chúng ta có cái cách nào khắc phục được cái tình trạng đó không ạ? Cái bệnh cây rau đỏ đấy thì nó cũng không nói được nó chính xác là khi nào nó diễn ra. Dạ. Và có thể là có một năm, có một vùng không có bệnh cây đỏ, và năm đó gần như là năm hạnh phúc nhất của người nông dân trồng rau cần. Dạ. Tuy nhiên thì vào những cái khi mà thời tiết nó khắc nghiệt, chẳng hạn nó nắng quá, bởi vì cây rau cần trồng quanh năm, thì lúc đó cái bệnh cây đỏ nó xuất hiện. Khi bệnh cây đỏ xuất hiện thì người nông dân dùng nhiều cái biện pháp theo cái kinh nghiệm của họ. Thì có thể là những vị nông dân mà với cái kinh nghiệm cho rằng là cái bệnh cây đỏ là do yếu tố của những cái virus, thì họ sẽ dùng những cái thuốc bảo vệ thực vật để họ chăm. Hoặc là có nhiều người thì cho rằng cái bệnh rau cần này là do mất cân đối về đất, thì họ sẽ dùng cái biện pháp là dinh dưỡng. Và khi mà họ dùng những cái biện pháp, những cái kinh nghiệm như vậy mà họ cảm thấy không có hiệu quả và cái tỷ lệ cây nó chết quá nhiều, thì họ sẽ tiến hành là làm ruộng, xử lý đất, phơi đất và sẽ tiến hành một vụ mới. Dạ vâng ạ. Và trước những khó khăn đó thì chính những người nông dân của chúng ta cũng đã có những cái biện pháp trước mắt rồi đúng không ạ? Và dạ, chúng ta dần làm quen với điều đó rồi. Vậy thì thưa anh, là với cái loại rau cần nước này thì không biết là quá trình canh tác có gì khác so với các loại cây khác hay không ạ? Và đối với người nông dân thì cái cách chăm sóc nó có gì khác? Cây rau cần nước có thể nói là một cây nó có cái tính đặc thù rất là lớn trong cái quy trình canh tác. Bởi vì ngay cả cái vùng mà cái nơi mà trồng rau cần thì nó là nửa ruộng và nửa ao. Cho nên là chúng ta gọi là ao rau cần cũng đúng, mà chúng ta gọi là ruộng rau cần cũng đúng. Thì một vụ rau cần á, nó bắt đầu không phải là lúc xuống giống, mà nó bắt đầu ngay từ khi thu hoạch. Khi thu hoạch thì người nông dân đã để lại một cái số lượng rau ở trên chính cái ruộng đang thu hoạch. Và cái rau để lại đó chính là cái giống để trồng cho vụ mùa kế tiếp. Sau khi thu hoạch rút nước đi thì người nông dân sẽ làm ruộng ở cái khu vực xung quanh. Sau đó sẽ rải cái cây rau đời bố mẹ sang đều ra ruộng. Thì cái quy trình này nó mất khoảng từ trong vòng 30 ngày hoặc là hơn một chút xíu. Thì cái cây rau cần con nó sẽ mọc lên từ từng cái đốt của cái cây mẹ. Và khi mà cái ngọn nó lên cao khoảng từ 25 đến 20 cm, thì họ mới rải đều, mới cấy những cái cây con ra đều trên mặt ruộng. Và đều trên mặt ruộng như vậy thì sẽ canh tác khoảng 2 tuần nữa, thì cái cây con nó đạt đến cái mức độ khoảng là 20 đến 30 cm, thì sẽ làm cỏ một lượt và tiến hành đắp nước. Cái cây rau cần là cái cây thân rỗng, nếu mà không đắp nước thì nó sẽ bị ngã đổ và không thể nào mà có cái cây rau cần dài như tất cả quý vị nhìn thấy ở trên thị trường. Và khi thu hoạch thì cái ruộng rau cần có đặc điểm là đã thu hoạch là phải thu hoạch hết một lần cho xong, là bởi vì nước mà chăm sóc cho cây rau cần đắp lên là nước sạch được bơm ra từ những cái giếng mà không phèn. Và cái giếng không phèn gần như là đặc sản ở cái khu vực núi đá ở Gia Kiệm. Và khi người nông dân thu hoạch thì thứ nhất là khi thu hoạch thì nước được bơm vào, và nước đó là dòng nước một chiều.
có nghĩa là chảy từ ruộng ao ra và chảy ra các cái khu vực suối xung quanh. Và khi thu hoạch lên thì người nông dân làm sao mà phải thu hoạch hết cái sản lượng rau cần trong một vụ và không để lại như những cái cây rau khô trồng trên luống. Đó, đó là một số những cái đặc điểm mà rất là đặc trưng của cái cây rau cần nước. Dạ vâng ạ, như anh vừa chia sẻ thì hiện nay chúng ta có thể gọi là ruộng rau cần hoặc là ao rau cần cũng được đúng không ạ? Dạ, đúng. Vậy thì chúng tôi cũng thắc mắc là không biết là cái quá trình canh tác truyền thống trước đây nó diễn ra như thế nào, và so với thời điểm hiện nay thì quá trình canh tác có gì thay đổi ạ? So với truyền thống cách đây nhiều chục năm thì theo tôi nhận thấy thì không thay đổi nhiều lắm. Có nghĩa là cái quy trình vẫn là để giống lại, xuống giống, cấy rau. Tuy nhiên cái sự thay đổi bây giờ có thể nói rằng là nhìn về mặt cơ sở vật chất thì những cái ruộng rau cần bây giờ rất đẹp. Tại vì của ruộng đắp bờ, người nông dân đã kiên cố hóa các cái bờ của ruộng rau cần, ao rau cần. Và họ xây dựng rau cần theo cái tiêu chí là lấy cái mặt bằng nước rất tốt để có thể căn cái mực nước đó để bảo vệ cho cây rau cần và phục vụ cho quá trình canh tác. Cái khác ở đây đó là hiện tại nó nằm ở cái nhận thức của người dân. Trước đây thì người dân làm theo cái truyền thống của mình, làm theo cái kinh nghiệm của mình, và họ sẽ bón phân, họ sẽ dùng các cái loại thuốc bảo vệ thực vật theo ý của mình. Tuy nhiên hiện tại với cái quy trình canh tác theo hướng Việt Gáp, theo hướng thực phẩm an toàn, thì những nông dân, mà đặc biệt là các hộ nông dân mà thuộc là thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Phương Nam chúng tôi, thì chúng tôi đã tập huấn những cái kỹ thuật canh tác mà có thể theo dõi được. Cụ thể là chúng tôi đã thực hành cái việc là ghi chép lại các cái quy trình canh tác. Ngày nào chúng tôi xuống giống, chúng tôi bón phân gì, chúng tôi sử dụng những cái loại thuốc như thế nào, mỗi loại thuốc đó có cái đặc điểm ra sao và cái việc cách ly như thế nào, để làm sao mà tạo ra được một cái thói quen canh tác an toàn. Và cái điều này nó rất là khác so với cách đây nhiều chục năm. Và cái vấn đề là người nông dân cũng cảm thấy rằng làm như vậy là vừa đảm bảo được cái sản lượng canh tác, đồng thời là tạo ra được một cái sản phẩm an toàn cho cộng đồng. Và cái việc này hiện tại chúng tôi đã bắt đầu quen dần. Và khi nhìn vào những cái thửa ruộng, những cái ao rau của thành viên hợp tác xã thì người ta sẽ thấy có một cái bảng tin. Và cái bảng tin này sẽ ghi chú lại cái quá trình canh tác đó. Và đây là cái vấn đề mà chúng tôi đang thúc giục để tạo ra một cái tập quán và để tạo ra cái sự khác biệt của cái thế hệ nông dân canh tác mới. Từ đó chúng tôi sẽ tạo ra cái tiền đề để chúng tôi có thể hiện thực hóa cái ước mơ của chúng tôi là tạo ra một cái hợp tác xã, một cái đơn vị mà có thể khởi nghiệp, có thể tạo ra những cái sản phẩm an toàn cho cộng đồng. Dạ vâng ạ, và xin được cảm ơn anh Thanh Lâm với những chia sẻ vừa rồi ạ. Kính thưa quý vị khán giả, trong thời gian vừa qua, có nhiều mô hình khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp hay là sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Những thành công mà người nông dân đạt được đã góp phần mở ra hướng phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp tỉnh nhà. Được biết đến là vùng trồng rau cần lớn nhất của tỉnh Đồng Nai, tuy giàu kinh nghiệm canh tác rau cần nước, nhưng do trước đây sản xuất theo phương pháp truyền thống, nên nhiều nhà vườn chưa thể ứng dụng đồng loạt kỹ thuật, công nghệ để đạt các tiêu chuẩn về chất lượng và năng suất cao hơn. Hơn nữa, vẫn còn tình trạng sử dụng phân vô cơ và phun nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật, khiến sản phẩm có nguy cơ không an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động và gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường. Vì vậy, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Bền vững đã phối hợp cùng với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thống Nhất, Ủy ban Nhân dân xã Gia Kiệm, Hợp tác xã Nông nghiệp Phương Nam cùng các hộ dân triển khai xây dựng và ứng dụng quy trình sản xuất rau cần nước theo tiêu chuẩn Việt Gáp 3 vụ 1 năm. Theo đó, từ năm 2022, rau cần nước xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất đã thực hiện thành công mô hình sản xuất rau cần nước đạt chuẩn Việt Gáp, thân thiện với môi trường, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, chinh phục các thị trường lớn, từ đó gia tăng thu nhập cho người dân. Lợi nhuận thu được gia tăng đáng kể đã góp phần cải thiện điều kiện sống người dân. Quan trọng hơn cả, nhà vườn ý thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng kỹ thuật sản xuất mới, tích cực học tập để thay đổi tập quán canh tác. Nhờ có sự đồng hành của Hợp tác xã Nông nghiệp Phương Nam, trong những năm vừa qua, có nhiều hộ dân trồng cần nước đã chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đảm bảo tuyệt đối các quy định về chất lượng, vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường sinh thái. Nhờ ứng dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật, chú trọng sản xuất theo quy trình Việt Gáp,
xã Gia Kiệm cho đến nay vẫn là vùng trồng rau cần nổi tiếng nhất và lớn nhất của tỉnh Đồng Nai. Điều quan trọng hơn cả, nhà vườn ý thức được tầm quan trọng của việc sản xuất rau cần nước đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, tích cực học tập và áp dụng vào khu vực canh tác của mình, thay đổi được tập quán canh tác. Bên cạnh đó, nhà vườn cũng quan tâm hơn đến việc quản lý dinh dưỡng đất để đảm bảo môi trường sinh trưởng tốt cho rau. Tuy nhiên, từ sau dịch Covid-19 đến nay, nông dân trồng rau cần gặp nhiều khó khăn, phải thu hẹp dần quy mô sản xuất, nhất là sản xuất theo hướng Việt Gáp. Bởi từ sau dịch Covid-19 đến nay, đầu ra của rau cần gặp khó khăn, nhiều đợt giảm giá sâu, khó tiêu thụ. Trong khi đó, mọi chi phí đầu vào từ phân, thuốc, công lao động đều tăng cao. Ngày trước thì rau cần thì làm ăn nói chung là ngày trước thì cũng đỡ, mà như mấy năm nay thì nó lại bị sâu bệnh rồi dịch cây đỏ trước đây. Nói chung là đầu tư mà thuốc thang, nói chung là cái gì cũng từ hồi dịch đến giờ là cái gì nó cũng lên giá cả neo thang lên gần gấp đôi. Cái giá rau cần thì ngày trước thì là nó cỡ 4.000 mấy đến 5.000 mà bây giờ nó xuống còn có 3.000 à. Vì thì nhà nông bây giờ chỉ muốn làm sao nó ổn định cái giá rau cần, nó nâng cấp lên tí nữa thì nông thôn nó đỡ hơn. Cây rau cần bây giờ thu hoạch thì cũng bấp bênh lắm. Nói chung bây giờ bà con mình ở đây bây giờ cái ruộng nó có sẵn từ xưa rồi thì bây giờ mình cứ làm theo thôi, chứ còn thực sự bây giờ nói cái cây rau cần mà thu nhập cho bà con thì khó khăn lắm. Tự bây giờ theo như mấy cô thấy nếu mà nó không đỏ thì cây đỏ ấy, cái dịch cây đỏ vô ruộng nào là hầu như cái ruộng nó phải bỏ luôn. Nhiều khi bỏ xong bắt đầu mình mua giống về mình lại rải xuống tiếp, bỏ rải xuống xong rồi bắt đầu nó lại đỏ tiếp, lại bỏ tiếp. Hơn một tháng nay, giá rau cần tăng lên mức người trồng có lợi nhuận, nhưng nông dân vẫn không mặn mà khôi phục diện tích vì mùa mưa không thuận lợi cho cây rau phát triển. Sâu bệnh, tỷ lệ rau hao hụt nhiều nên giá rau tăng vẫn khó đạt lợi nhuận tốt. Quay trở lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, thưa anh, như trong phóng sự vừa rồi chúng ta đã theo dõi thì có thể nói là dịch Covid-19 ảnh hưởng rất là nhiều tới tất cả các ngành lĩnh vực, và trong đó thì ngành nông nghiệp cũng không phải là một ngoại lệ. Và tất nhiên khi nông nghiệp mà bị ảnh hưởng thì chắc chắn là người nông dân trồng rau cần cũng sẽ là gặp nhiều khó khăn và phải thu hẹp dần cái quy mô sản xuất. Vậy thì theo anh Thanh Lâm, cái nguyên nhân này đến từ đâu và đứng trước cái khó khăn đó thì chúng ta có cái giải pháp như thế nào ạ? Nguyên nhân mà dẫn đến một số những cái khó khăn từ cái thời dịch hiện tại có thể nói là do sự biến động giá cả. Thì khi dịch bệnh đến thì có thể nói là chúng ta đối diện với những cái chi phí gia tăng. Và cái chi phí về khách quan đó là các cái sản phẩm nông nghiệp đầu vào, đó chính là các loại phân thuốc. Thì khi mà phân thuốc gia tăng thì cái chi phí của người nông dân phải bỏ vào trên một cái vụ nó rất là lớn, nó vượt so với bình thường. Và hơn nữa thì nhân công canh tác cũng tăng theo. Và từ cái chỗ là vật tư nông nghiệp đã gia tăng thì cái khâu trung gian đó là xăng dầu nó cũng gia tăng theo. Và tất cả những cái gia tăng đó nó đều quay về một cái mối, đó là trăm dâu đổ đầu tằm. Người nông dân phải gánh chịu cái những cái sự bất ổn như vậy. Thì để mà ổn định là tạo cho cái quy trình đó nó chạy thì những cái đầu mối mua rau cần thì họ phải hạ giá xuống thì họ mới có đủ cái chi phí để họ vận hành cái quy trình như là bình thường. Thì người nông dân chúng tôi mới đặt ra một cái câu hỏi là tại sao có những khó khăn như vậy mà cơ bản vẫn duy trì được cái diện tích trồng rau. Đó là có nguyên nhân sâu xa, do là từ thời bố mẹ chúng tôi, có thể nói là bây giờ là 1, 2, 3 thế hệ đã bắt đầu cùng canh tác. Chúng tôi đã có thể nói là thâm canh, đã xây bờ, đã tạo ra một cái nền tảng ổn định để trồng rau cần. Vì vậy mặc dù có những điều không thuận lợi lắm nhưng mà cơ bản diện tích thì vẫn được đảm bảo, hoặc có sụt giảm thì sụt giảm một cái diện tích cũng là không đáng kể. Tuy nhiên rằng là vừa canh tác mà phải vừa hy vọng rằng là sẽ có những cái chuyển biến tích cực để mang lại những cái lợi nhuận tốt hơn cho người nông dân trực tiếp canh tác. Và nếu mà thuận lợi thì có thể là chúng tôi nhàn nhã hơn một tí xíu, chúng tôi sử dụng nhân công bên ngoài. Còn nếu không thì chúng tôi phải huy động lao động của gia đình để có thể nói là lấy công làm lời. Có thể nói là chúng tôi cố gắng để chúng tôi giữ cái nghề
Và cái nghề này mang tính là gia truyền, là bởi vì nó có sẵn thì chúng tôi cứ theo đó chúng tôi làm. Dạ vâng ạ. Bây giờ chúng ta cũng sẽ nói một chút xíu, chia sẻ chút xíu về hợp tác xã rau cần Phương Nam. Anh có thể cho biết là hợp tác xã của chúng ta được thành lập từ năm nào và cho đến thời điểm hiện tại thì đã phát triển ra sao ạ? Hợp tác xã rau cần Phương Nam đúng ra là được thành lập từ năm 2013. Thì lúc đầu chúng tôi chỉ là một nhóm thôi, những cái người cùng canh tác với nhau rồi cùng chia sẻ kinh nghiệm. Rồi sau đó chúng tôi được Ủy ban Nhân dân xã Gia Kiệm hướng chúng tôi có tổ chức bài bản hơn, là chúng tôi thành lập một cái tổ hợp tác. Và từ cái tổ hợp tác đó chúng tôi thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Phương Nam với một cái tầm nhìn rằng chúng tôi sẽ có thể chúng tôi tổ chức bài bản hơn để chúng tôi hỗ trợ nhau tốt hơn. Cái việc hỗ trợ ở đây nằm ở chỗ là chúng tôi sẽ được tiếp cận với cái sự hỗ trợ từ những cơ quan chức năng. Cụ thể là từ phòng nông nghiệp của huyện Thống Nhất, rồi từ Ủy ban Nhân dân xã Gia Kiệm. Rồi chúng tôi sẽ được tập huấn để mà chúng tôi nâng cao cái quy trình sản xuất của chúng tôi để bù vào những cái truyền thống mà chúng tôi đã có. Rồi hơn nữa, chúng tôi mong rằng là chúng tôi sẽ tìm thêm được cái hướng đầu ra cho cây rau cần của chúng tôi. Và cụ thể là chúng tôi khi thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Phương Nam, chúng tôi chưa nhắm đến cái lợi nhuận mà chúng tôi đạt được, mà chúng tôi chuẩn bị lâu dài cho các quá trình chuyển đổi cái tập quán canh tác. Vì chúng tôi biết rằng là đến một lúc nào đó thì sản phẩm nông nghiệp nó phải có được những cái tiêu chí, những cái tiêu chuẩn an toàn thì chúng tôi mới hướng đến cái việc canh tác lâu dài được. Và chúng tôi đã làm cái việc đó trong một cái thời gian rất dài. Từ khi thành lập đến giờ chúng tôi đã đi hết, gần như hết một cái vòng canh tác. Từ cái việc mà đoàn kết người dân đến cái việc mà tập huấn, và chúng tôi vừa mới trải qua cái quá trình được đánh giá và được thừa nhận, được công nhận là chúng tôi đã sản xuất theo cái tiêu chí Việt Gáp. Và bây giờ thì cái thói quen của người nông dân, đặc biệt là các hộ nông dân trong hợp tác xã chúng tôi, họ đã có thói quen đó. Và đó là cái tiền đề để chúng tôi có thể tạo ra được những cái sản phẩm khác để nâng cao cái sản phẩm của cây rau cần. Giai đoạn vừa rồi có thể nói là chúng tôi đang giai đoạn là chúng tôi tiền thị trường. Ở chỗ là chúng tôi cũng tạo ra sản phẩm rau cần chua, chúng tôi hay gọi là kim chi rau cần. Nhà thì chúng tôi cũng đã tạo ra sản phẩm, rồi cũng đã đi thăm dò thị trường thì cũng thấy có những cái tín hiệu tích cực. Tuy nhiên chúng tôi đang cân nhắc cái thời điểm nào để chúng tôi làm và làm như thế nào để có cái lợi ích nhất, mang lại cái lợi ích thiết thực nhất cho hợp tác xã và để làm cho cái giá trị gia tăng của cây rau cần nó lên. Dạ vâng ạ. Như chúng ta cũng biết rằng là nếu như mà nói sử dụng về cái rau cần tươi thì nó là chúng ta nghe quen thuộc rồi đúng không ạ? Nhưng mà có một cái chi tiết đó là chúng ta sử dụng rau cần làm kim chi thì thực sự là nó là rất là mới lạ. Thì không biết là với cái sản phẩm này thì chúng ta đã nhân rộng chưa ạ? Thì sản phẩm này đang ở cái giai đoạn là chúng tôi tạo ra sản phẩm và đi thăm dò và nắm bắt cái xu thế của thị trường. Là bởi vì cây rau cần nước có nhiều, rất là nhiều người nghe tên cũng đã dùng nhưng mà không biết cái quy trình canh tác như thế nào. Vì cây rau cần nước gắn bó với cái đặc điểm đặc thù của những người dân đến từ miền Bắc chúng tôi. Còn đồng bào mà đến từ những vùng khác thì có thể không quen lắm. À, cũng có thể là cái nơi đó, cái địa phương đó không có những cái điều kiện thuận lợi cho cây rau cần nước phát triển. Và chúng tôi xây dựng Hợp tác xã Nông nghiệp Phương Nam là đang nằm ở cái giai đoạn là chúng tôi biến đổi, chúng tôi thay đổi cái tập quán canh tác là một. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ phải làm, sau khi ổn định được rồi thì chúng tôi sẽ phải làm công tác truyền thông để người dân cả nước biết đến cái cây rau cần này nhiều hơn nữa. Và để tăng cái tỷ trọng rau cần nước ở trong cái bữa ăn của người dân Việt Nam. Thì từ đó thì chúng tôi có cái nhu cầu của thị trường lớn như vậy thì chúng tôi sẽ yên tâm vào cái công tác sản xuất. Lúc đó chúng tôi sẽ duy trì và chúng tôi sẽ phát triển cái quy trình sản xuất. Thì chúng tôi đã tạo ra được sản phẩm rồi và chúng tôi làm được cái công tác truyền thông đến cho nhân dân để hiểu được những cái giá trị dinh dưỡng và hiểu được cái quy trình canh tác của chúng tôi là đáng tin cậy và an toàn. Thì chúng tôi tin rằng là cái giai đoạn sắp đến chúng tôi sẽ chuyển sang cái giai đoạn là chúng tôi sẽ tiếp thị và chúng tôi sẽ truyền thông để tạo ra cái sự phát triển tốt hơn, đột phá hơn cho hợp tác xã của chúng tôi.
Dạ vâng ạ. Vậy thì anh có thể cho biết là hiện nay hợp tác xã của chúng ta đang cung ứng sản lượng khoảng bao nhiêu tấn một năm và cái đầu ra cho rau cần là ở đâu ạ? Trong giai đoạn vừa rồi, có thể nói là giai đoạn chúng tôi hoàn thiện cái hợp tác xã của chúng tôi dựa trên cái sự biến đổi về cái nhận thức của xã viên. Và nếu nói về cái vấn đề mà chúng tôi tiêu thụ cho người nông dân thì không, cũng không hẳn là như vậy. Có điều rằng là từ khi mà có được cái sản lượng rau cần thì sẽ có một cái đối tác, đó là chúng tôi hay gọi là các cái đầu mối hay gọi là thương lái, thì họ sẽ nhận thu mua cây rau cần của chúng tôi. Và cái quá trình mà thu mua cây rau cần đó thì thường là cây rau cần là không bao giờ mà được mua tiền mặt cả, là hầu như là bán bằng công nợ và trả sau. Thì cái quá trình đó, người nông dân chúng tôi thì cần những đầu mối thương lái để mà thu cây rau cần. Bởi vì chúng tôi thu hoạch một lần thu hoạch với sản lượng rất lớn, đó là phải thu hoạch hết một ao trong vòng một ngày. Vì vậy chúng tôi phải rải cái sản lượng của chúng tôi ra các cái đối tác là đầu mối thu mua, và rồi chúng tôi ghi nhận lại cái sản lượng ngày hôm đó thôi trên giấy tay, rồi sau đó là chúng tôi mới, người nông dân chúng tôi mới thu hồi lại cái đồng vốn để chúng tôi tiếp tục tái đầu tư phục vụ cuộc sống. Thì khi hợp tác xã nông nghiệp Phương Nam của chúng tôi thì ra đời á, thì chúng tôi cố gắng hỗ trợ người nông dân như là một bên thứ ba. Chúng tôi cũng giám sát quy trình đó, và chúng tôi đang dừng lại ở cái mức độ là chúng tôi đi tìm những cái nơi và chúng tôi giới thiệu để người nông dân của chúng tôi có thể bán trực tiếp. Và cái quy trình này nếu bình thường nó chỉ có hai bên thôi, là người nông dân và đầu mối, thì hiện nay có thêm một bên thứ ba mang tính hỗ trợ, mang tính giám sát, đó là hợp tác xã nông nghiệp Phương Nam. Và chúng tôi cũng không muốn, chúng tôi cũng chưa muốn là tạo ra một cái gì nó quá khác so với cái giao thức mà từ xưa đến nay. Nhưng khi chúng tôi làm như vậy thì khi chúng tôi làm cái quá trình là chúng tôi là cái bên mà hỗ trợ cho người nông dân á, thì chúng tôi cảm thấy có cái chuyển biến rất là tích cực. Và công nợ giữa đầu mối và người nông dân gần như là được rút ngắn lại. Và chúng tôi cũng sẽ có những cái tiếng nói để mà chúng tôi làm cho cái quá trình mà thu mua, thanh toán nó được lành mạnh hơn. Đó là cái vấn đề đầu ra. Rồi chúng tôi cũng nỗ lực kiếm một cái đầu ra ổn định cho cái sản phẩm chất lượng cao. Và hiện tại thì đa số sản phẩm rau cần nước của hợp tác xã chúng tôi và của bà con nông dân trồng rau cần nói chung vẫn bán ở trên thị trường truyền thống. Chỉ thấy nhiều ở các cái gian hàng truyền thống mà thôi. Còn chúng tôi đi dò vào trong các cái siêu thị thì chúng tôi là cũng có, nhưng mà một cái sản lượng ít. Đó. Vì vậy là đối với cái sự hỗ trợ của chúng tôi là ngoài cái việc mà chúng tôi giúp cho người nông dân mình phát triển, thay đổi tập quán canh tác theo hướng sản phẩm an toàn, chúng tôi hỗ trợ người nông dân trong các vấn đề kết nối, và người nông dân cảm thấy hạnh phúc vì điều đó và cảm thấy rằng là hợp tác xã mang lại những cái giá trị thiết thực cho người nông dân. Dạ vâng ạ. Thưa anh, hiện nay thì khi mà chúng ta bước vào bất kỳ một nhà hàng nào đó hoặc là đi siêu thị thì chúng ta vẫn thấy cái hình ảnh rau cần được nằm trên các kệ rất là quen thuộc rồi, đúng không ạ? Vậy thì theo anh là để rau cần của chúng ta có thể là vào được các thị trường như là nhà hàng hoặc là siêu thị thì phải đạt chuẩn như thế nào ạ? Thực sự khi mà tiêu thụ ở những cái thị trường khắt khe hơn, khó tính hơn như là trong siêu thị hoặc là trong các cái hệ thống như là Vinmart, thì bao giờ chúng tôi cũng phải chứng minh cho các cái thị trường đó các cái tiêu chí, tiêu chuẩn của chúng tôi. Thì hiện tại có thể nói là chúng tôi cũng vừa mới làm được một cái việc, đó là chúng tôi đã có được cái tiêu chuẩn VietGAP. Tuy nhiên cái vấn đề mà tiêu thụ trong những cái thị trường đó thì nó vẫn chưa nhiều. Thì rất có thể là chúng tôi đi tìm hiểu thì chúng tôi đưa ra cái nhận định là rất có thể là cây rau cần vẫn còn xa lạ đối với nhiều người dân của chúng ta. Còn ngoài cái, còn những cái thị trường mà nó truyền thống rồi thì ai đã quen sử dụng cây rau cần, đã quen ăn cây rau cần thì họ vẫn cứ dùng. Còn những cái người mà những nông dân, người dân của chúng ta mà chưa quen rau cần thì họ nhìn thấy lạ. Còn đặc biệt là cụ thể là ví dụ như khi chúng ta ăn lẩu
thì chúng ta thấy có một cái thành phần rau của cái nồi lẩu đó là cây rau cần. Thì lúc này thì chúng tôi khi mà đi dùng thì cũng chỉ biết rằng đó là cây rau cần thôi, cũng không biết là cây rau cần đó nó đạt cái tiêu chuẩn như thế nào. À, bởi vì ở trên đó thì được chỉ được bày ra như vậy thôi. Cái này là tùy thuộc vào từng cái đơn vị mà họ kinh doanh về thực phẩm. Tuy nhiên rằng là cái mà chúng tôi đang hướng đến đó là thứ nhất là chúng tôi tạo ra được một cái nền tảng, đó là chúng tôi đã được công nhận, chúng tôi đã có được cái sự chứng nhận về cái sản phẩm an toàn. Thì đó là cái điều kiện để cho chúng tôi trong giai đoạn sắp đến để chúng tôi tiến vào các cái trường khó tính như vậy. Còn về vấn đề cộng đồng thì chúng tôi đã thay đổi được cái tập quán canh tác, và với tập quán canh tác đó thì chắc chắn rằng sản phẩm chúng tôi nó an toàn hơn trước rất là nhiều. Thì để cộng đồng có thể là khi dùng cái cây rau cần này ở cả thị trường truyền thống lẫn ở những cái nơi như là siêu thị, hệ thống phân phối thì vẫn có được cái sản phẩm cơ bản là tốt nhất có thể được. Dạ vâng ạ. Và khi mà nói đến cái tiêu chuẩn Việt Gáp thì không biết là ngay từ đầu thì chúng ta phải thực hiện cái quy trình này như thế nào ạ? Thì quy trình Việt Gáp thì đó là cả một cái thói quen canh tác từ khi chúng tôi làm đất. Thì chúng tôi chuẩn bị đất trồng để mà rải cây rau ra thì chúng tôi phải đảm bảo những cái tiêu chí mà có ghi, rồi danh mục phân bón mà chúng tôi sử dụng, rồi cái cách sử dụng như thế nào, và danh mục những cái thuốc dưỡng và thuốc bảo vệ thực vật thì chúng tôi cũng phải tuân thủ theo tất cả những cái danh mục đó, và hơn nữa là chúng tôi có ghi chú lại, ghi chép lại để khi sản phẩm mà tới cái lúc thu hoạch thì nó phải là sản phẩm đạt cái chỉ tiêu Việt Gáp. Dạ vâng ạ. Và với cá nhân anh thì anh có thể chia sẻ là không biết là cơ duyên nào mà để anh có thể lựa chọn khởi nghiệp trong cái lĩnh vực nông nghiệp, và khi mà bắt đầu khởi nghiệp thì anh đối mặt với những cái khó khăn và thuận lợi như thế nào ạ? Thứ nhất là cơ duyên đến với cây rau cần nước này là cũng xuất phát từ phía gia đình. Yeah. Bởi vì tôi đang là thế hệ thứ 3 của cái vùng đất Gia Kiệm rồi. Yeah. Thì ông bà cũng có trồng rau cần. Thì khi mà tôi đến với cái hợp tác xã nông nghiệp Phương Nam này thì chúng tôi có một cái tầm nhìn, đó là chúng tôi giải quyết hai vấn đề. Một là chúng tôi giải quyết cái vấn đề đầu ra cho sản phẩm rau cần. Thứ hai là chúng tôi hướng đến, nhìn về tương lai xa, là đến một lúc nào đó thì chúng ta sẽ phải có những cái giấy chứng nhận cho sản phẩm. Và khi tôi cùng các anh em ngồi lại để nhìn lại về, chia sẻ cái tầm nhìn này, thì chúng tôi xác định rằng là đây là một cái quá trình lâu dài. Và cái quá trình này đòi hỏi chúng ta phải từng bước chúng ta chuyển đổi để tạo ra sự bền vững. Bởi vì cây rau cần đã có một lịch sử tồn tại và phát triển ở khu vực Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cũng lâu rồi. Và nếu không có chúng tôi thì có thể nói là cái việc canh tác của người nông dân có thể nó vẫn như thế. Nhưng với sự ra đời của Hợp tác xã Nông nghiệp Phương Nam thì chúng tôi làm cho cái quy trình canh tác của những người nông dân thân yêu của chúng tôi sẽ tốt hơn. Và về lâu về dài, khi chúng tôi phải đáp ứng những cái yêu cầu khắt khe của thị trường thì lúc đó chúng tôi đã có được cái điều kiện để chúng tôi đáp ứng được điều đó, và chúng tôi sẽ không bị bỏ lại phía sau trong cái tiến trình phát triển, trong cái tiến trình là lành mạnh hóa bữa ăn của người dân Việt Nam. Dạ vâng ạ, khi mà nói đến cái việc đầu tư vào rau cần nước nói riêng cũng như là nông nghiệp của Đồng Nai nói chung thì không biết là anh đánh giá như thế nào về cái cơ hội tiềm năng cũng như là thuận lợi ạ? Cơ hội của rau cần nước đó là sự đầu tư của người nông dân tương đối là bài bản. Các cái ruộng rau đã được người nông dân kiên cố và thâm canh. Vì vậy có thể nói là cái diện tích mà để trồng cây rau cần nó rất là ổn định. Cái thách thức ở đây là để thay đổi cả một cái tập quán canh tác của người nông dân là rất khó. Là bởi vì nói gì thì nói, những người mà họ đã có kinh nghiệm trồng rau cần thì họ vẫn là những chuyên gia trồng rau cần. Chúng tôi mời các anh em ở bên đội ngũ kỹ thuật ở phòng nông nghiệp xuống là mang tính là hỗ trợ thêm. Còn cái sự quyết định vẫn là của người nông dân. Tuy nhiên
Nếu để chỉ căn cứ vào cái truyền thống canh tác thì người nông dân lại không cập nhật với cái sự thay đổi của các cái sản phẩm nông nghiệp chăm sóc cây rau cần, đặc biệt là những sản phẩm theo hướng sinh học. Người nông dân có thể quen với những cái sản phẩm bảo vệ thực vật nó có nguồn gốc từ hóa học, và những cái đó thì nó sẽ có thể là cái hiệu quả của nó đạt, nhưng mà cái chất lượng của sản phẩm thì lại không an toàn. Thì chúng tôi hướng đến người nông dân, thứ nhất là canh tác thì phải đảm bảo được cái sản phẩm an toàn cho cộng đồng. Vì vậy chúng tôi chuyển hướng người nông dân, chuyển dần, chúng tôi làm cho cái nhận thức của những người nông dân của chúng tôi, họ sẽ tiếp nhận cái này một cách nó tự nhiên, và đến một lúc nào đó thì họ thay đổi được cả một cái thói quen đó, thì đó mới tạo ra cái nền tảng phát triển bền vững. Chứ còn ở một cái bình thường là nếu mà chúng ta giám sát người nông dân để họ làm theo chúng ta, rồi không có mặt chúng ta, thì họ sẽ làm theo như cái thói quen cũ. Như vậy thì cái sự phát triển đó không có bền vững. Thì cái thách thức tiếp theo đó là những cái khó khăn về cái vấn đề cái đầu, cái vật tư đầu vào cho sản xuất. Cái việc mà gia tăng giá cả của đầu tư phân thuốc, rồi xăng dầu, nhân công, tất cả những cái điều đó nó tạo ra sự khó khăn. Kèm theo với cái thị trường thì nó vẫn không đổi. Và ngoài ra thì nền kinh tế hiện tại nó cũng có những cái khó khăn nhất định. Thì có thể là người nông dân họ sẽ phải canh tác lại. Bởi vì mặc dù là cái giá bán mà ở ngay giao tại ruộng thì có thể thấp, nhưng mà cơ bản cây rau cần mà đang xuất hiện ở ngoài thị trường á, nó vẫn giá cũng tương đối cao, tôi cho rằng cũng là cao. Là bởi vì ở cái giá cao đó nằm ở chỗ là cái trung gian. Tức là từ khi chúng tôi giao rau ở tại ruộng, người nông dân giao rau tại ruộng. Nhưng mà khi đến với thị trường thì qua rất nhiều yếu tố như vậy. Và cái yếu tố đó nó nâng giá rau cần lên. Vậy thì những cái khó khăn đó chúng tôi cũng sẽ cố gắng chúng tôi vượt qua. Bởi vì giai đoạn này sự khó khăn cũng không của riêng ai hết. Chỉ có điều là chúng tôi sẽ cố gắng làm sao mà tạo ra cái sự cân bằng để chúng tôi vẫn duy trì được cái nghề mà chúng tôi đã đầu tư thâm canh, mà có cái gốc từ thời của ông bà tổ tiên để lại. Dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi, và một lần nữa thì Thu Huế xin được cảm ơn anh Thanh Lâm đã nhận lời mời tham gia vào chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Cảm ơn MC và cảm ơn và kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị khán giả, khởi nghiệp lập nghiệp trên lĩnh vực nông nghiệp đang ngày càng thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tham gia, là mảnh đất màu mỡ cho các startup, nhất là với khởi nghiệp về nông nghiệp, ứng dụng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, song hành cùng với cơ hội là thách thức, các bạn cần nhận biết ngay từ đầu để có lựa chọn và giải pháp phù hợp. Và trước khi khép lại tọa đàm ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với phóng sự khởi nghiệp trong nông nghiệp ở Đồng Nai, cơ hội và thách thức. Và phóng sự này cũng thay cho lời chào của chương trình đến quý vị khán giả. Xin được chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Đồng Nai là một tỉnh có ngành công nghiệp rất phát triển, nhưng định hướng phát triển của tỉnh vẫn xác định. Sản xuất nông nghiệp là bộ phận quan trọng trong tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh. Do đó, phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát huy cao độ vai trò của nông dân được xác định là nhiệm vụ chiến lược, góp phần tăng trưởng kinh tế, giữ gìn ổn định chính trị, bảo đảm trật tự xã hội và an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái. Vì thế, cơ hội cho khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp tại Đồng Nai rất rõ ràng. Trước vấn nạn thực phẩm bẩn đang hoành hành, nông sản sạch có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng đảm bảo đang trở thành nhu cầu bức thiết. Lượng tiêu thụ đang ngày càng gia tăng, trong khi cung chưa đủ cầu. Cơ hội xuất khẩu nông sản sạch, an toàn, nông sản hữu cơ ra thị trường thế giới, sân chơi đầy tiềm năng đang được dẫn dắt bởi các doanh nghiệp nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Nhu cầu thực phẩm hữu cơ trên thị trường thế giới đang rất lớn, mở ra cơ hội xuất khẩu tốt cho các công ty trong nước cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai. Trong những năm gần đây, lĩnh vực nông nghiệp cũng nhận được nhiều hơn sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền, góp phần thu hút các nhà đầu tư đổ tiền vào nông nghiệp, tuy chưa xứng đáng với tiềm năng cũng như đem lại hiệu quả như mong đợi. Tuy nhiên, các rào cản đang ngăn bước startup nông nghiệp phát triển như thiếu hệ sinh thái khởi nghiệp, thủ tục hành trình còn rườm rà, chưa có hành lang pháp lý hoàn chỉnh cho thị trường khởi nghiệp phát triển, thu nhập của người dân còn thấp và dân trí chưa cao, khiến việc nâng cao nhận thức cho cộng đồng về giá trị của nông nghiệp sạch, nông sản hữu cơ gặp không ít khó khăn. Hầu hết người tiêu dùng vẫn có thói quen lâu đời, thích đi chợ mua thực phẩm tươi sống như gà, vịt về từ giết mổ, với quan niệm như thế sẽ có thực phẩm sạch và an toàn để ăn.
Trong khi việc con gà, con vịt được nuôi như thế nào cũng tác động không nhỏ đến chất lượng thực phẩm. Để thay đổi tư duy này không hề đơn giản, startup nông nghiệp sạch đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài, điều kiện vay và những hỗ trợ vốn gặp nhiều khó khăn. Với các cơ hội và thách thức trên, thanh niên Đồng Nai có ý định khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp nên bắt đầu bằng các dự án nhỏ để tồn tại, tích lũy, rồi sau đó mới nghĩ đến việc phát triển mở rộng thị trường. Đừng vội nghĩ đến những điều to tát, không phù hợp với điều kiện hiện tại, để rồi lại nản trí trước những khó khăn xuất hiện trong quá trình khởi nghiệp. Hiện nay đối với các bạn trẻ, việc tạo ra môi trường thuận lợi để thực hiện ý tưởng mới, sáng tạo là điều rất quan trọng. Vì vậy, Quỹ Đầu tư Sáng tạo và Khởi nghiệp, Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp hay các chương trình đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp do Tổ chức Đoàn hội Liên hiệp Thanh niên triển khai có ý nghĩa rất thiết thực, khích lệ các bạn trẻ tiếp cận tri thức khoa học công nghệ và thúc đẩy các hoạt động sáng tạo khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Còn đối với các bạn trẻ tại đô thị, các thành phố lớn muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, có thể lựa chọn các mô hình nông nghiệp đô thị có ứng dụng kỹ thuật công nghệ như mô hình trồng các loại rau nhiệt đới theo hướng thủy canh của anh Tống Văn Tài, thành phố Long Khánh. Sau một quá trình học hỏi kinh nghiệm, anh Tài đã đầu tư xây dựng vườn rau với hệ thống nhà màng, hệ thống dàn thủy canh từ nước tự động trên phần đất của gia đình với khoảng 1.000 m², hoặc mô hình trồng rau màu sạch trên san hô khép kín, có thể tận dụng quá trình lọc nước để tái sử dụng. Rau được đảm bảo sạch, giòn, ngon. Bên cạnh đó, một số mô hình trồng rau nấm sạch còn áp dụng các công nghệ hiện đại như hệ thống tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel, hệ thống điều khiển nhiệt độ, lượng nước bằng điện thoại thông minh, vừa để tiết kiệm chi phí, vừa giúp cho sản phẩm được đảm bảo về chất lượng. Đối với thanh niên vùng nông thôn, có thể tận dụng đặc điểm, điều kiện tự nhiên thuận lợi của từng vùng miền để phát triển các sản phẩm khởi nghiệp như giò chả vùng Gia Kiệm, trà Phú Hội có hương vị đặc trưng, cơm rượu, chuối sấy. Một số mô hình khởi nghiệp ban đầu chưa cần vốn nhiều vẫn có thể thực hiện như nuôi gà, vịt, nuôi dê. Điển hình như mô hình nuôi gà của tổ hợp tác gồm các đoàn viên thanh niên tại huyện Long Thành đã triển khai và hiện nay đưa lại một số hiệu quả nhất định. Hay mô hình trồng rau và trồng đinh lăng dưới tán cây của hợp tác xã nông nghiệp Thuận Thiên tại huyện Thống Nhất. Mô hình trồng nấm rơm của hợp tác xã Vinh Phúc, Vĩnh Cửu. Mô hình trồng cây cacao ở huyện Định Quán.